Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái phần blending mode để chúng ta làm cái bài tập thực hành này. Rồi các bạn nhìn thấy là mình có một cái nhân vật ở đây và mình có một cái uh, lá cờ ở đây. Bây giờ mình sẽ add cái uh, lá cờ này lên trên cái nhân vật để cho chúng ta ra một cái hình như thế này ha. Ở trước hết là chúng ta chẳng hạn như là bây giờ mình sẽ làm trước cho các bạn coi này mình nhấn ctrl a ctrl c sau đó mình đưa sang bên đây cái hướng giải quyết của chúng ta đó là mình sẽ đưa cái lá cờ này vô trong hình nhân vật và chúng ta trộn xuống đây cái chế độ hòa trộn là overlay hoặc là Soft Light nhưng mà các bạn nhìn thấy ở đây có một cái uh, một cái chi tiết đó là uh, cái hình lá cờ này nó không có uốn lượn theo cái đường gợn sóng của cái cơ thể cho nên là chúng ta sẽ phải làm một cái thao tác trước đó nữa Trước hết là mình sẽ tạo vùng chọn là cái nhân vật này ha. Bây giờ mình sẽ tạo vùng chọn là nhân vật bằng cách là mình sẽ dùng cái uh, magic wand tool ở đây cũng được, các bạn có thể sử dụng magic wand tool hoặc là bạn sẽ có thể sử dụng cái uh, quick selection tool. Mình uh, lưu cái vùng chọn này luôn ha. Mình chọn vào cái select và mình uh, chọn là save selection. rồi mình nhấn cần J chay lên luôn ha rồi các bạn nhìn thấy bây giờ mình sẽ còn cái nhân vật này mình sẽ còn cái nhân vật này uh, sang cái màu màu đen trắng bằng cách là bạn sẽ mình nhấn cần J chay thêm một lần nữa mình tắt cái này đi mình lưu trữ ha mình nhấn cần chôn shift u mình biến nó thành màu màu đen trắng như thế này ha rồi sau đó các bạn cho cái level nó cho cái level nó nó tối lại một chút nữa ha để cho nó phân biệt rõ ràng những cái đường nét chỗ nào sáng chỗ nào tối đó rồi mình nhấn OK sau đó bạn chọn vô cái blur filter blur và bạn cho nó nhòe bớt đi Gaussian blur bạn cho cái nhân vật là nhòe nhòe bớt đi một chút nè rồi mình nhấn OK sau đó bạn uh, lưu bạn lưu cái này lại thành một cái layer bạn uh, thành một cái file làm việc của các bạn chẳng hạn như mình lưu ở đây ha mình lưu ở đây là cái cái tên là body đi rồi mình đặt ở đây là cái kiểu đó là PSD như các bạn nha OK save mình đã lưu save rồi ha sau khi chúng ta lưu xong cái file này rồi thì bây giờ mình sẽ tắt cái này cái ở trên đi ha rồi mình sẽ đứng cái ở bên dưới này mình sẽ đứng ở cái layer bên dưới này bây giờ mình sẽ đưa cái lá cờ vào bên trong mình sẽ đưa cái lá cờ vào bên đây mình đưa cái lá cờ vào một cách là mình chọn sang cái lá cờ nhấn cần chôn a cần chôn c rồi mình đưa sang đây mình dán Ctrl v mình scale cho cái này nó to lên này các bạn mình scale cho nó to lên nha rồi tiếp theo đó là mình sẽ trộn xuống đây chế độ hòa trộn đó là overlay hoặc là soft light ở đây mình chọn soft light đi ha bây giờ phần uh, tiếp theo chúng ta làm đó là chúng ta sẽ uốn cái lá cờ này theo cái đường gợn của cơ thể bằng cách là bạn sẽ vô cái filter và bạn chọn vô đây là distort biến dạng rồi bạn chọn vô cái display cái distort này bạn display này bạn có thể tăng chỉnh cái thông số này để theo cái ý của các bạn nếu muốn nó mạnh hơn thì bạn tăng này lên rồi sau đó bạn nhấn ok nó sẽ hỏi bạn là vô cái lấy cái chất liệu nào mình đã chọn vô cái body mình nhấn open là cái cái lúc nãy mình lưu đó các bạn đấy nó sẽ đã uốn lượn theo cái này phần còn lại là chúng ta sẽ mượn cái vùng chọn ở bên dưới và chúng ta nhốt cái hình lá cờ này vô trong cái vùng chọn như thế này đấy là chúng ta xong